Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Đô Và Hùng Giải Pháp Thú Y. Mọi người cùng theo dõi giới thiệu chế phẩm vi sinh TKS men tiêu hóa sống cao tỏi. Uống ngay từ lúc về luôn, uống 2 ngày tuổi uống luôn, uống suốt liên tục một tuần với cái liều theo nhà sản xuất, xong đến khi phân nó khô nó khuôn rồi mình giảm đi, thế là giảm chi phí. Thực ra cái chai này 108.000, nhưng mà khi mà mình sử dụng xong một tuần phân khô khuôn thì chia đôi ra dùng nửa liều nhà sản xuất thôi thì nó còn bao nhiêu đâu, có hơn 50.000 một chai. Đúng không anh ơi, vẫn giữ được nội. Em lấy theo cái đơn của anh gửi về có phải giá đấy đâu. Ừ thì tất nhiên là giá bán lẻ 108.000. Đấy thì bây giờ mình chia nó ra, mình chia ra thì khi mà phân nó khô khuôn rồi thì dùng lửa liều nhà sản xuất thôi thì cái giá của cái này nó chỉ rơi vào 50.000 thôi, đúng không? Rất là rẻ mà lại hiệu quả. Mà ví dụ như bây giờ như cái đàn này của nhà ông này nó khoảng 5 tấn gà thì ngày một lọ này nhỉ. Trong 3 ngày đầu nếu mà tí kiểm tra, nếu ruột viêm nhiều ấy, mỗi ngày 2 lọ. Dùng 3 ngày. Đấy còn sau những cái ngày sau dùng mỗi ngày 1 lọ. Nó đáng bao nhiêu đâu. Đấy sau nó phân bắt đầu nó khô khuôn rồi. Hôm trước anh mới chặn xử lý một cái đàn gà ở trên Yên Thế cũng thế. Nó viêm ruột rất là nặng nhưng mà sử dụng rất là tốt. Bác sĩ cũng phải bó tay rồi mà không biết lực thuốc các kiểu không được, nhưng mà khi sử dụng men tỏi vào thì nó lại rất là ok. Cứ bó tay là mới gọi anh Đô Hùng ấy. Thì hôm nay về hỗ trợ cho anh em. Xem là như nào biên xem là... Cái sản phẩm này nó không thể nào mà nó tác dụng ngay một lúc mà ví dụ sáng dùng mà chiều được ngay. Nó là một gọi mình vẫn ví nó như là một chiến binh chiến đấu rất là bền bỉ. Đấy nhưng mà rất là hiệu quả. Đấy, cái quan trọng là phải sử dụng rất là dài ngày thì nó mới đạt được hiệu quả. Những ngày đầu đấy, tăng liều và những khi nó đạt được cái đủ cái con vi khuẩn thì nó cũng như ví dụ như mình muốn đánh chiếm đóng một cái khu nào đó mình phải chắc thắng. Đấy, mình phải đưa cái số lượng quân vào vi sinh vật có lợi nó lấn át những vi sinh vật có hại đi, đúng không? Đấy, thì nó mới đạt được hiệu quả. Thực ra nhé, bên người như trẻ con ấy, các ông đi mua thuốc người ta có bán cho thuốc kháng sinh đâu, nó rất hại vi khuẩn đường ruột. Đấy, cho nên là người ta toàn bán men ấy chứ chữa tiêu chảy ở trẻ con ấy, người ta bảo vệ cái hệ vi khuẩn đường ruột có lợi rất là kỹ lưỡng, chứ không phải là như mình ấy. Này làm tí kháng sinh, mai đánh tí kháng sinh đâu nó hỏng hết. Nó diệt hết, nó kháng sinh và nó diệt hết. Thằng lợi cũng diệt, thằng hại cũng diệt. Thế cho nên là mình phải bổ sung là men vi sinh có lợi. Thật ra tất cả các loại sản phẩm khác thì nó đều ghi là ví dụ như con Bacillus này, con Saccharomyces này, hoặc là con Lactobacillus này, giống nhau hết. Nhưng mà bên công ty Thủy Kim Sinh thì nó có lựa chọn nhiều các cái chủng khác nhau ở trong này để nó kìm hãm. Đấy, cái này thì nó là bí quyết rồi, không mình kể cả mình có làm kinh doanh mình cũng không biết được. Đây là do người ta làm thôi chứ mình bí không quyết làm. Của từng công ty một, đúng rồi, chứ bây giờ người ta tiết lộ cái này công bố hết thì có nghĩa là mỗi một công ty nó có một thế mạnh riêng. Đúng là như thế, cho nên là tại sao là cũng gọi là men. Đấy, nhưng mà bên mình là nó là giải pháp khống chế E. coli bại huyết và viêm ruột hoại tử, có nghĩa là làm theo một cái quy trình đầy đủ của một đời gà để xem nó có hiệu quả hay không. Đúng, phải làm cả một quy trình luôn. Ở trên Sơn Động có ông ấy chăn cũng nghìn một thôi, ông không chăn nhiều nhưng mà mỗi lứa nào cứ 15 triệu tiền chữa hè. Đấy, nhưng mà cách đây 1-2 lứa rồi là ông không mất cái tiền để mà chữa hè cho gà. Đấy, cho nên là rất là tuyệt vời. Đấy, nhưng mà vẫn phải sử dụng liên tục và thường xuyên thì mới hiệu quả. Chứ còn bây giờ không còn giải pháp khác rồi, bởi vì các bạn chăn nuôi giờ nó nhờn kháng sinh nhiều rồi. Vùng này nó vùng em là cũng là nhiều gà đấy, nhiều. Kháng sinh là tương đối nhờn. Nhờn hết rồi, không đấy. Vùng nào cũng thế thôi, bởi vì thực ra các men tiêu hóa khác thì nó cũng có chứa vi sinh vật nhưng nó không có chứa những chủng để khống chế, không có chứa những chủng vi khuẩn đối kháng mà họ chỉ tập trung vào để giúp phân giải và tiêu hóa thức ăn thôi. Nhưng bên mình thì nó lại tập trung vào vừa tiêu hóa thức ăn và vừa lại chủng đối kháng để lấn át những vi khuẩn khác, ví dụ E. coli này, viêm ruột hoại tử. Đấy, nó thường ở con gà nó chỉ hai cái loại đó thôi, nó rất là đau đầu. Gà mà cứ ỉa phân bọt đi xin lỗi không bao giờ lườn mà dày lên được, đúng không? Đúng rồi. Mà cứ ỉa phân xác thì xin lỗi là chuồng lúc nào cũng khô thối. Đúng rồi. Và không lớn được, chắc chắn thế.
Nhưng mà khi sử dụng cái này vào liên tục thường xuyên thì phần lúc nào cũng khô khuôn. Thì tiền ở đấy ra, cái tiền ở đâu ra, đúng không? Độc tiết kiệm được 3-5 triệu tiền kháng sinh. Đã là làm sao đấy rồi. Vợ em đau đầu rồi, làm sao là phải thuốc bổ, men tiêu hóa là phải nhiều tiền hơn kháng sinh. Đúng thì mới là tốt. Đúng rồi. Bây giờ đường ruột nó phải khỏe thì anh đưa thuốc bổ vào nó mới hấp thu được chứ. Đúng rồi. Cám tốt mới hấp thu được chứ. Ruột này cứ nét mình có tí nét dạ dày ấy, kêu kêu trời bác sĩ, con ruột, con gà nét hàng mảng ấy, làm sao mà nó lớn được, đúng không? Mẹ cái con này không thể lớn được lên, đúng không? Đấy, nó thật ra là mới ở đây thì có mấy anh em mình biết nhau nên là bắt đầu mới không bộ là nhờ bác về xem, thứ nhất là mổ khám, thứ hai là tư vấn về cái phương pháp chăn nuôi. Nếu thấy video có ý nghĩa, hãy chia sẻ với cộng đồng và đừng quên đăng ký kênh Đô Và Hùng và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những video kỹ thuật. Xin cảm ơn.